con tưởng bệnh và tưởng từ bi chỉ dạy cho con thì sợ cách nào để tập trung cao độ sự tỉnh giác. Cái sự tập trung của đạo Phật là cái cách thức thì sao để dẫn cái tâm thôi, chứ không phải là tập trung vào cái đối tượng để mà kiến tập. Cho nên cái đó mà gọi là thiền xảo. Còn cái mình tập trung mà thiết kế, ví dụ như mình lưu nhập hơi thở, mình cố gắng mình tập trung trong hơi thở để chứ đừng có cái niệm thở, thì cái đó là không phải thiền xảo mà thiết kế tâm. Còn cái thiền xảo của mình cái khéo léo của cái phần như vậy ở trong cái niệm hơi thở, ví dụ như muốn cái tâm cho nó đừng có một cái nó yên tĩnh, nó thanh tịnh, nó đừng có cái niệm khởi, muốn cho cái tâm nó được như vậy. Nhưng mà nếu mình muốn như vậy thì mình phải làm cái đúng cách của nó sẽ không có niệm. Nhưng mà cái gốc của cái niệm nó khởi ra thì nó còn như thế hết. Do mình sống hàng ngày ly được cái tâm tham sân si của mình, ví dụ cái pháp ấy, thì cái đó là cách thức tu để ly. Bây giờ cái chuyện xảo làm cho cái tâm của mình tập trung, nó không có bị cái niệm, nó không có cái niệm. Cho nên trong cái đề mục thứ sáu của định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy cách thiền xảo, có dạy cách thiền xảo. Ví dụ như mình muốn cái tâm của mình an tịnh, nó không có niệm, thì mình có cái phương pháp mình làm cho cái tâm mình nó an ổn mà nó không có niệm. Thì cái phương pháp đó thì Đức Phật mình lấy ý thức của mình, nhắc cái tâm của mình, nhắc an tịnh tâm mình, tôi đi tôi vô an tịnh tâm mình, mình cứ 5 hơi thở hay là 10 hơi thở mình nhắc một lần, thì mình cứ nhắc cái thời này nó chưa hết, từ sau nó sẽ quặn, từ sau nó sẽ không niệm. Nhưng mà không phải là mình dẫn cái tâm mình chỗ vào chỗ không niệm nó để rồi nó hoàn toàn nó ly dục cái pháp, mà chính cái chỗ không niệm đó để cho mình cái tâm của mình, cái thân của mình an tịnh được, không có niệm á, thì mình mới dùng. Khi mà cái tâm thanh tịnh nó không niệm á, thì mình dùng cái phương pháp tác ý quán vô tham, quán vô ngã. Thì bây giờ ngầm ở trong đó cái phương pháp mà tác ý nó ngầm nó có lực, nó làm cho cái ngũ triền cán, tức là cái tham sân si mạng nghi của mình á, cái năm cái màn che nó bị phá nát, là đổ vỡ cái màn che đi, để làm cho cái tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, không bị năm cái này màn che này gọi là ngũ triền cán. Cho nên khi mà dẫn cái đề mục mà thứ sáu ở trong định niệm hơi thở, dẫn cái tâm nó đến không có vọng tưởng. Nghĩa là cái người mà mới tu thì chúng ta hơi khó, nhưng mà cái người mà tu có lâu rồi chúng ta chỉ nhắc một xíu thì nó sẽ không có, và đồng thời cái thực quả mình nhắc thì suốt cái thời gian mình tu không có niệm đâu, nó không có niệm. Cái đó là cách thiện xảo bằng cái phương pháp diệt tâm. Cho nên ví dụ như thầy ngồi trên bàn tiếp dạng rồi thì muốn không niệm, còn bây giờ thầy lại muốn không niệm mà thầy cứ tập trung trong hơi thở, thì thầy dùng cái đối tượng đó thầy bị chế. Còn cái lại thì cứ nhắc thôi, thầy không có chế nó, để cho tự nhiên cái hơi thở ra vô mình diễn cách rất tự nhiên, chứ không tập trung vô vô, thấy không? Thầy do như vậy mình chỉ nhắc an tịnh tâm hành tự đi chế vô, an tịnh tâm hành tự đi chế ra. Thì tâm hành là cái tâm của mình nó có hai cái hoạt động, cái đạo tịnh và cái hoạt động động. Cái hoạt động động là nó có cái niệm, còn cái hoạt động tịnh là nó không niệm. Đó. Cho nên mình bảo nó an tịnh, tức là nó phải thanh tịnh, nó không có niệm, mà nó phải an ổn, nó không có lăng xăng. Cho nên vì vậy mình bảo an tịnh tâm thành cứ hít vô, an tịnh tâm thành cứ hít thở ra. Thì cái hít vô và thở ra nó là những điều phụ, mà chính cái phương pháp tập ý mà an tịnh đó là chính. Cho nên mình luôn luôn mình phải nhắc, mình nhắc đến khi nó thuần thục á, nó chỉ nhắc nó một lần hai lần cho bắt đầu nó không có niệm. Con ngồi suốt 30 phút hay 1 giờ không có bao giờ có cái niệm vô. Đó là cái thiện xảo để cái tâm nó không có niệm. Nhưng khi mà chúng ta thiện xảo được rồi thì bắt đầu bây giờ đó chúng ta mới quán vô ngã, tôi đi thế vô, quán vô ngã tôi đi. Cái ngã của mình ngầm nó chấp chặt lắm. Cái thân tướng của mình nó chấp chặt lắm. Cho nên vì vậy đó, mình chỉ khi mà cái tâm của mình hoàn toàn nó không có niệm, nó hết niệm rồi, bởi vì cái điều mục thứ sáu nó làm cho cái tâm của chúng ta nó dần dần không có niệm nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới quán đi tham, quán đi sân, quán vô ngã,
quán ăn này không phải của ta đó, vì lúc bây giờ nó mới có hiệu quả, còn cái tâm mình nó còn lát xăng thì nó không có hiệu quả. Con hiểu chỗ đó, cái đường đi của đạo Phật là như vậy. Cho nên những cái điều mục này ấy, khi mà những cái điều mục này cho tới khi mà điều mục thứ 17 đó, tức là quán ly tham, quán ly sân, cho nó ly tham sân si vô ngã, tất cả những cái đều là vô ngã, đều là không còn cái gì mà mình dính mắc ở trong cái thân kiến của mình nữa hết rồi, thì lúc bây giờ cái tâm nó sẽ định tĩnh. Thì cái tâm định tĩnh thì trong cái điều mục thứ 17 thì Đức Phật dạy đó, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi nói ra. Thì cái hiện tượng mà tâm định tĩnh nó có hiện ở trên cái trạng thái lúc cái đường mục đó, nhưng khi đó chúng ta là chuyển qua cái thân hành niệm là mình đã lĩnh một cái lệnh truyền, thì cái hành động nó làm theo cái lệnh, và cứ như vậy mình tập cho nó quen từng cái hành động đó để cấu kết nó thành cái cổ xe. Do đó cái tâm nó sẽ bám chặt ở trên cái thân hành đó, nó định tĩnh trên thân hành đó, vì vậy mà bảy cái giác chi nó xuất hiện ra đủ. Đó, cái thức thiện xảo đó mình tu là cái lối mà thiện xảo cho đừng có niệm, để cho mình quán ly tham, quán ly sân, quán ly ngã, cho nằm ở trên đó nó tạo thành ý thức lực nó nằm nó quét ra. Cho nên cái người tu ấy, thì người ta bền chí, người ta không có lo nó có niệm. Ví dụ như bây giờ con vẫn an tịnh tâm hành tôi biết nó chưa, nhưng mà nó vẫn còn niệm chứ chưa thấy hết. Nhưng mình cứ bền chí đi, mình sẽ nhắc rồi nó sẽ hết. Mình tin rằng Đức Phật dạy cái pháp này là giúp cho cái tâm của mình sẽ không còn niệm, chứ không phải ức chế. Cho nên mình cứ thiện xảo ở trên cái pháp, mình cứ nhắc hoài. Ngày nay mình tu, ngày mai mình cứ, nhưng bỗng dưng sao lại nó rỗng ra, cái đầu óc nó rỗng ra, bởi vì nhắc nó bắt đầu nó an tịnh rồi nó rỗng ra, cái tâm nó không phóng dật ra. Thì lúc bây giờ đó con mới tác ý, con quán ly tham tôi biết nó vô quán ly tham. Thì lúc bây giờ cái năng lực mà ly tham á, con thấy nó rất mạnh, vì cái lúc bây giờ là cái tâm nó thanh tịnh rồi, bởi vì nó không có niệm, thì nó đang ở trong cái dạng mà vô niệm rồi, nó thanh tịnh, thì mình quán ly tham quán ly sân thì nó có cái lực hơn là tâm mình còn niệm. À, thì như vậy là cái thứ đó là gọi là thiện xảo. Và thường khi tập trung cao độ sự tỉnh giác thì bị thỏa ma cách xử trí như thế nào? À, Mỹ Châu thì thỏa ma là đưa nồi chỉ có một bầy kiến vàng nó bu nó cắn nó bứt nó rứt da xét thịt cái tai của Mỹ Châu. Rồi chúng bậc thầy chỉ cái trường hợp thỏa ma. À, cái trường hợp mà bị thỏa ma nó đến nó làm cho mình cảm cái đau đớn nhức nhối trong cái thân của mình, ví dụ như bây giờ mình cứ thân hành niệm mà khi đó cái liên lực ý thức của mình lạnh bảo chân trái bước dở lên nước, nhưng khi để cái chân xuống thì nghe nó thốn nó đau, đó là thỏa ma đã đánh rồi. Thì lúc bây giờ đó chúng ta không phải sợ, lúc bây giờ chúng ta có một cái tâm nguyện, một là chết, hai là chứng quả. Vì lúc này là lúc phải chiến đấu tận cùng với thỏa ma chứ không thể đầu hàng nữa. Ví dụ đầu hàng cái nó đau quá cho mình xả ra, tức là đầu hàng. Bây giờ mình ngồi cái kiến vàng cắn mình đau quá, mà kiến vàng cắn thì con yến nó đau ghê gớm, là cho mình xả ra, thì như vậy là mình đầu hàng. Một là ta chết, chiến đấu với họ là không thua, tức là nhất định là ngồi chết. Còn nếu mà đi mày cắn đau nhất tao cứ ôm chặt ở trong cái thân hàng thôi, hoàn toàn là không lìa ra pháp. Nên ví dụ như bây giờ mình đang ngồi mình thở, nhất định là phải ôm chặt cái hơi thở, chứ phải không có liều hơi thở đâu, cho mày cắn chết bỏ. Thì lúc bây giờ nó chỉ một cái gan dạ của mình, chỉ mình cần gan dạ đừng có dao động tâm, thì tất cả những cái con kiến vàng này nó cắn nó chạy mất hết. Cái lực của nó, cái từ trường mà khi cái tâm nó bất động rồi, cái lực nó rất mạnh, nó phóng ra cái từ trường, nó làm cho tất cả cái loài vật này nó giãn hết đâu. Như bây giờ ngồi cái vàng cái riềng là nó cắn mình nó ngứa, mà lúc bây giờ mình nhất định là tôi thân hành niệm định tĩnh rồi thì nhất định là không có xả ra đó, chết bỏ, chứ còn nhất định là không củi kiến nữa đâu. Thao sử dụng cái pháp cái thọ là vô thường, kiến cũng là vô thường, tất cả những cái này đều do nhân quả. Nếu quả chăng người trước tao có gieo nhân quả thì tao cho tụi ăn thịt tao trả lại tao không sợ chết đâu. Bắt đầu tâm nó vững vàng, khi mà tâm vững vàng, một là tao chết, hai là cái tiếng quả lá, có hai con đường này, chỉ có chọn hai cái này thôi. Khi mà gặp thỏa ma thì đừng có sợ hãi, một là chết, hai là chứng quả lá, có vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình quyết định như vậy
thì con sẽ thấy sau lưng cái cảnh mà đau đó đó, kiến cắn đó đó, nó sẽ chạy mất hết, hoàn toàn nó chạy hết, và nó để lại cho mình một cái trạng thái hoàn toàn đặc biệt vô cùng, không thể nào mà lường được. Mà Đức Phật đã nói à, khi mà cái sức tận cùng chịu đựng cái cảm thọ của đau tận cùng với sức sinh mạng của mình á, thì nó sẽ mát lạnh. Đúng vậy, khi một cái người mà ta vượt qua rồi, ta mới đúng là mình vượt qua cái cảm thọ của mình rồi, thì phía sau cái cảm thọ đau đớn đó, đó nó sẽ bồi đáp lại cho mình một cái sống, một cái trạng thái an lạc vô cùng, không thể tưởng tượng. Đó là phải đánh chiến đấu với thọ ma là như vậy, đừng có sợ. Có gì không con? Nó làm cái chuyện nhỏ nhỏ đó. À, cho nên vì vậy mà con biết khi mà cái người tu mà nếu mà tu tới cái giai đoạn mà gọi là thân hành nghiệm á, Đức Phật nói nó nhiếp phục được sự đau điếng. Con đọc lại cái bài thân hành nghiệm á, có 10 cái điều kiện mà nó nhiếp phục, có 5 điều kiện đầu tiên nó nhiếp phục tất cả những cái đau mà đau đến tận cùng nó nhiếp phục được. Ôm cho chặt trong cái pháp hành nghiệm, nghĩa là thân hành con văn bị ôm trong con đang đi thôi, mà mỗi lúc đi con để chân xuống nghe nó khốn đau, mặt mày chết tao vẫn để cho tao vẫn không đầu hàng đâu, chân này bước rồi cứ ôm chặt chân kia, lệnh chân trái bước, chân trái để lên bước, chân mặt bước cũng đi chậm chậm chứ nó đau không có lật đật, không có dội dạt. Thầy nói có khi mà chiến đấu với cái thọ ám ma đó là chiến đấu rất là vững vàng, và tinh thần của mình phải tạo một là chết, hai là chiến qua lãng, cho nên gì ta không sợ đâu, cho nên đi vẫn không có dội dàng mà đi đúng với cái tính cách của thân thành niệm, cho nên nó chậm chạp để xuống vững vàng, chứ không phải sợ đau mà để nhẹ nhẹ, không phải đâu, để cũng đàng hoàng rồi chân này cũng vậy. Vì vậy mà cuối cùng thì trong vòng chừng 5-10 bước là thọ cái tâm không dao động là chẳng hết rồi. À, cho nên bảo nghĩ châu đó, khi mà gặp thọ ma làm một là mình tới cửa đạo, hai là mình đầu hàng nó, có vậy thôi. Mà nếu mà còn muốn còn sợ chết đó, thì đầu hàng, mà không sợ chết thì tạo chiến qua là có vậy đâu. Ở đây là cái chỗ này nó chỉ có chút nhán thôi, có nhớ thì lúc đó bây giờ cái tâm nó sẽ không còn phóng dật, nó vẫn ôm chịu chặt rồi bắt đầu nó bị cái thọ nó chặt được cái thọ, thì cái tâm nó lại bám chặt ở trên thân này, và do đó nó càng bám chặt bao nhiêu thì cái sức định tĩnh nó càng bấy nhiêu, mà cái sức định tĩnh nó thể mà khi nó mình bị cái thọ rồi mà mình bám cho chặt á, thì lúc bây giờ cái từ trường ở trong người của mình nó phóng ra một cái luồng từ trường, mình cảm thấy á cái thân của mình nó đang đau vậy, mà cái từ trường nó phóng ra nó nghe nó mát mắt lạnh à, nó không còn nhức nhối, không còn chỗ nào, cái thân nó an mà nó nhẹ nhàng giống như một cái thúng bông ngọt, nó lạ lắm chứ không phải đâu. Bởi vì thầy nói tu hành nó có nhiều cái mình cũng thấy lạ, chỉ có người gan dạ thì mới có được, chứ còn cái người nhát gan thì chỗ này là chắc ai cũng sợ. Cho nên hầu hết là hầu như mọi người mà tu đến cái giai đoạn này mà gặp thỏa ma rồi thì người ta nhiều là đầu hàng bỏ cuộc, tức là sợ quá. Còn cái người mà không sợ thì họ lại hưởng được cái mùi xuân diệt cứu. Mình Châu nói nó cắn rất đầu quá, thì mấy ngày đầu thì thu mà sau này cũng tiếp tục tu lại cũng dữ dàng. À, như vậy là được rồi, nó chiến đấu được. Châu không có chịu thua. À, rồi đúng rồi. Mấy ngày đầu thì phải chịu thua, nó bị không biết đó mà thầy. Nó cắn đau đớn quá rồi cái không dám ngồi thiền. Cái con nói thì bà quyết làm đó, hay là bà xã đó, cho rồi bà phải ghi để về hỏi thầy. Thì con nói thì tu cũng dữ, nỗ lực cho tu khá mà lại thì thấy những cái dày dặt ở trong cái không gian đó bà thầy. Cái đó là có gì không bà thầy? À, có đó làm những cái thứ nhất á, là cái cảm nhận. Bởi vì khi mà con nhớ khi mà mình tu về định niệm hơi thở đó, cảm giác toàn thân tôi biết thế giới đó, cảm giác toàn tâm là cảm giác vũ trụ, còn thân là cái không gian của nó, mình cảm giác được cái thân của mình là cảm giác cái không gian, còn cảm giác cái vũ trụ của nó là mình cảm giác cái tâm của mình mênh mông. À, cho nên vì vậy đó thì lúc bây giờ đó, khi mà mình tu hai cái pháp này rồi thì lúc bây giờ đó mỗi cái từ trường mình phóng ra, mình cảm nhận được cái từ trường của mình, cái từ trường thì vô hình không? Mà mình cảm nhận được trong người của mình nó đang phóng ra những cái từ trường rất là mạnh. Nghĩa là nếu mà mình dùng cái tưởng của mình, mình nghĩ rằng những cái từ trường này nó sẽ trở thành cái ánh sáng, thì ngay đó là cái ánh sáng nó tỏa rộng ra như cái hào quang rồi.
Còn nếu mà mình không có dùng á, thì người ta không thấy đâu. Nhưng mà mình cảm nhận được từ cái từ trường trong người của mình nó phóng xuất ra. Phóng xuất liên tục như là những cái ánh sáng ở trong người mình nó phóng ra vậy. Đó. Thì do như vậy mà cái tâm mình nó định tĩnh á, thì nó sẽ phóng. Nó phóng xuất rất mạnh vào. Cho nên con muỗi, con mầm, tất cả những cái loài vật gì xung quanh nó bị từ trường nó phóng ra. Không con vật nào mà vô được. À, mà mới cái tâm mới định tĩnh thôi. Chứ chưa phải là mình nhập định đâu nha. Mới có nó định tĩnh là nó không phóng vật thôi đó. Mà nó còn có lực từ trường nó như vậy. Nó y như là cái nếu mà ban đêm mình thấy ngọn đèn mà đốt lên mà mình thấy ánh sáng nó tỏa ra, thì cái ánh sáng mà mình thấy sáng là tại vì cái đêm tối mà thấy sáng á, cái chỗ mà cái ánh sáng cái ngọn đèn nó tỏa ra thì mình thấy sáng. Chứ còn sự thật là nếu mà nó không có đêm tối như ban ngày thì mình không thấy sáng được, hiểu không? Thì cái từ trường đó chỉ có cái người đó người ta nhận thôi. Còn cái người khác á, muốn nhận được nó thì phải ở trong đêm tối mà nhận ra cái ánh sáng, chứ không cách nào khác hết đó. À, cho nên vì vậy mà một cái người mà tâm bất động rồi á, thì cái từ trường nó sẽ phóng ra. Nó phóng ra mà tâm bất động á, thì tức là nó phải định tĩnh. Nó không định tĩnh thì nó không bất động được. Con thấy như vị thỏ ma mà con những cái vàng nó cắn, mà cái tâm mình bị dao động rồi thì nó có từ trường nó mất. Còn mình không dao động, không sợ chết gì hết, cái từ trường nó thải ra thì bao nhiêu cái đau đớn đó nó sẽ bị diệt đi. Nó làm cho mình sống trong cái trạng thái an lạc rất lớn, lớn của đời. Đó là cách thức chiến đấu. Chúng ta thầy muốn thực hiện đủ 7 gia chi thì phải tập trung sự tỉnh giác trên 12 tiếng đồng hồ trong thân hành hệ ngoại hay thân hành hệ nội. Về cái thân hành niệm nội và cái thân hành niệm ngoại đó, thì trong cái bài thân hành niệm á, thì nó kết hợp nội và ngoại, không thể cái lực của nó phải có nội và có ngoại. Mà nội á, thân hành nội á, là hơi thở, mà thân hành ngoại là cái hành động mình co tay co chân đi tới đi lui, đó là thân hành ngoại. Thì thân hành ngoại nó có cái lực của ngoại nó thôi, mà thân hành nội thì nó có lực của nội nó, nhưng mà hai cái này nó kết hợp lại nó gọi là thân hành niệm. Kết hợp nội và ngoại nó tạo thành cái lực nội và cái lực ngoại, cho nên nó mới trở thành bảy giác chi. Còn nếu mà nó có cái ngoại không thì nó không có thành bảy giác chi được, mà có nội không thì nó cũng không thành bảy giác chi được. Bởi vì bảy giác chi là bảy cái trạng thái giải thoát, bảy cái năng lực màu nhiệm. Do đó mà khi một cái người tu thì phải lấy thân hành của nó mà kết hợp lại nội và ngoại thì nó mới tạo thành bảy cái năng lực đó. Cho nên vì vậy mình phải tu đủ chứ không thể tu thiếu được. Ví dụ đi kinh thành không thì nó có cái năng lực, cái lực của ngoại thôi. Thì thay vì nó bảy giác chi, nó có xuất hiện có 5 giác chi à. Nó còn 3 giác chi nữa, 4, 2 giác chi nữa nó không xuất hiện. Còn nếu mà mình tu cái nội nữa, thì do đó cái giác chi nó sẽ xuất hiện đủ. Nhớ phải tu cho kỹ về thân hành niệm là Đức Phật nói cấu kết như cổ xe. Thì cổ xe thì nó phải có bánh xe, có thùng xe. Mà nếu mà có bánh xe nó chạy mà không có thùng xe thì nó đâu có chứa gì được đâu. Cho nên cái thùng xe là coi như là nội, mà cái bánh xe mà cái trục cốt để mà chạy đó là ngoại. Hiểu được như vậy thì các con thấy cái pháp của Phật cấu kết nó rất là hay, để làm cho mình có cái nội lực và có cái ngoại lực. Một cái người mà luyện võ công thì họ luyện nội công thì nó có cái lực nội thôi mà không có cái lực ngoại. Còn cái lại một người tu theo đạo Phật nó có lực ngoại mà có lực nội, cả hai bên, mà nó đồng thời nó phải luyện tập, chứ nó không phải là hai cái phương pháp này phải cấu kết nha. Còn cái kia võ công á, nó luyện tập những cái lực cú đánh của nó, những cái đòn võ nó, thì đó cái lực ở bên ngoài, nhưng mà nó không cấu kết ở bên trong được. Cho nên vì vậy khi nó ngồi nó dẫn công á, thì lại nó ngồi nó dẫn công mà không cấu kết được. Còn cái phương pháp của Phật nó cấu kết nội và ngoại công của nó tạo thành một cái lực, cho nên bảy giác chi nó xuất hiện. Còn cái người mà luyện võ công nó ký công, nó không có bảy giác chi xuất hiện là tại vì hai cái này nó luyện rời ra, nó không kết hợp lại được. Cho nên Đức Phật nó kết hợp thành cái cổ xe. Do như vậy là mình phải chiến đấu. Con chờ thầy chút con. Kính bạch đang hòa thượng từ bi ban bố cho con được tu thêm đề một định niệm hơi thở. Đề một định niệm hơi thở nó có 18 cái đề mục. Bây giờ thì không biết là con tu tới cái đề mục thứ mấy rồi. Cái này mình trâu quá. Vị Châu hả con? Không biết nó tu tới cái điểm một thứ mấy rồi. Thì cũng phải là đi tới điểm gần hết rồi. Gần hết, nhưng mà mỗi một cái điểm mục nó có mang kết quả của cái điểm mục. Bởi vì 18 cái điểm mục khi một người mới tu tập nó thì người ta tu tập mà tất cả những cái điểm mục này đều có tu tập hết, nhưng mà nó không có đợi kết quả.
Còn khi mà chuyên sâu để đi vào cái thân hành niệm á, để bước vào cái tướng nghiệp xứ mà chuyển qua cái thân hành niệm á, thì bắt đầu người ta trở lại cái định niệm hơi thở, người ta chuyên sâu. Cho nên mỗi cái đề mục của nó đó là phải đạt được cái kết quả. Ví dụ như bây giờ cái đề mục mà an tịnh tâm, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra, thì lúc bây giờ cái thân của chúng ta nó bị cảm thọ, cảm thọ nó đau, nó nhức hoặc nó tê. Cái như bây giờ mình ngồi hai cái chân nó tê, bây giờ tôi sẽ dẫn cái thân của tôi sẽ hết tê bằng cái phương pháp định niệm hơi thở này, cái đề mục này. Cho nên bây giờ tê, tôi không có ngồi, tôi không đứng dậy, tôi xả đâu, mà tôi vẫn ngồi bình thường. Tôi nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi nghĩ vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Tôi cứ nhắc thôi, còn nó tê mặt nó hết tê thì cũng mặt nó, mà tôi chỉ dẫn cho cái thân tôi nó an. Do đó thì cái kết quả mà cái người mà tu, mà cái kết quả của cái đề mục này á, thì khi nhắc nó lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là nó không tê nữa, hết tê. Nghĩa là cái chân của mình ngồi đưa tê, nhắc lần thứ ba là an ổn vô cùng, là cái thân nó nhẹ bưng lên, cái đầu óc nó rỗng rang liền, cái thân này nó cảm giác khinh an vô cùng, là nó không còn thấy tê nhức đau chỗ nào nữa. Đó như vậy. Thì do cái đề mục này á, chúng ta mới thấy ngay cả khi mình ngồi mà hai cái chân bị đau hoặc tê, mà mình còn dẫn nó hết chỗ đau, không còn đau tê. Thì bắt đầu bây giờ trong cái trường hợp như có một con muỗi cắn ở đây, nó ngứa, thì mình thử để cho mình dùng cái phương pháp này coi, để mình đấu trị coi cái ngứa này hết không. Mình nhắc biết nó đang cắn ngứa nè, nhưng mà nhất định là không đủ mũi đâu, để cho nó ngứa mặt nó đây. Mà bây giờ đó mình nương vào hơi thở đi, bắt đầu cái tâm mình, bởi vì mình tu á, mình tu nó quen được không, thể mình nương vào hơi thở, cái tâm nó bám vô hơi thở, nó không có bám ở chỗ con muỗi đâu. Do đó mình nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Rồi cứ năm hơi thở mình cứ nhắc miệng, nhắc lần lần, nhưng mà hơi sao không biết nó hết ngứa mất đâu, tu mất à. Như vậy là đuổi được cái ngứa của con muỗi rồi, mình đuổi được cái tê của cái chân của mình rồi. Nhưng bây giờ mình thử hôm nào đó mình đau bụng hay nhức đầu, hoặc là nó nhức cái tay, hoặc là nó thấp cái khớp cái chỗ nào đó mà nó đau đớn, được rồi, tao dùng cái pháp này tao đẩy lui cái thọ này coi. Do đó mình cũng ngồi ngay ngắn rồi, không có sợ đâu. Mình ngồi ngay ngắn, mình nhắc an tịnh thân thành, tôi biết tôi vô, an tịnh. Khi mình nhắc như vậy á, thì cái thọ cảm thọ nó không có đánh trong cái thân của mình được, là mình đã tu kết quả của cái đề mục này rồi, mình làm chủ được cái bệnh. Rồi cái tâm cũng vậy, không? Cái tâm mình lăn xăng niệm này niệm kia, mình dẫn nó vô, nó cũng không có niệm nữa. Nó hay như vậy, cho nên vì vậy đó, bây giờ đó mình dẫn được cái thân nó an, cái tâm nó an rồi, thì những cái điều kiện mà những cái đề mục khác á, đi chuyên sâu á, là mình phải quán vô ngã, quán ly tham, quán ly sân, nó là mình phải tu chuyên của nó. Thì tu chuyên nó để làm gì? Để nó tạo thành một cái nội lực, mỗi lần mình nhắc là nó có cái hiệu quả. Ví dụ như trong khi đó mình tu rồi, mình tu cái đề mục, ví dụ như quán vô ngã tôi biết thấy vô, quán vô ngã tôi biết tới ra, không bây giờ đó mình ngồi tu thì mình như vậy, nhưng bình thường mình xả ra. Có một người nào nói cái gì mà nghe cái tâm mình nó vừa muốn khởi chướng, nó thấy là ác pháp đi, thì mình nhắc là tự mình nhắc nó, mình nhắc cái tâm của mình để cho nó hoàn toàn nó an ổn, nó không bị gì hết, thì mình nhắc nó an tịnh tâm hành, tôi biết thấy vô, an tịnh tâm hành, tôi biết thấy ra. Chỉ nhắc nó một cái tâm nó yên phong phát, mà nó an ổn nhẹ nhàng, nó không có phiền não, nó không lo. Bây giờ có chuyện gì xảy ra cho gia đình, nó phải bắt buộc mình phải lo chứ gì. Chuyện gì nó xảy ra, ví dụ như một đứa con nó khởi, nó bệnh đau, nó đi nhà thương, thì ba nghe cái tin đó, bây giờ mình thử tâm của mình coi nó an nổi không. Trong cái hoàn cảnh này thì chắc chắn là phải lật đật đi nhà thương đã coi nó đau bệnh như thế nào, nhưng mình thử coi nó có an không. Mình nhắc an tịnh tâm hành, tự ý tương vô, an tịnh tâm hành, tự ý tương ra. Cũng như nó quên mất, không còn nhớ cái chuyện con đau hay gì nữa hết. Rõ ràng nó thấy nó có cái trạng thái an lạc, một cái tâm hoàn toàn yên phong phát. Nó nương vào hơi thở ra vô nhẹ nhàng, mà hơi thở lúc bây giờ không biết nó thông suốt lắm. Nó thông suốt, nó làm rỗng rang, nó tự động mà nó ra vô, chứ không phải là còn mình dụng cơ hít ra vô đâu. Cũng như bây giờ con tập trung nó, là con hãy tập trung vô nó, là con có dụng cơ con hít ra vô. Còn cái này không, con nhắc vậy đó thì tự động cái hơi thở nó ra vô, cũng như một cái người mà nhạc sĩ mà họ nhịp xanh vậy đó. Hãy cái nhịp của nó nhịp thì nó tới nó đúng nhịp, nó nhịp thì cái hơi thở ra nó cũng nhịp đúng cái vậy, rồi nó vô nó cũng nhịp cái đúng vậy, nó tự động nó ra vô. Nó làm cho cái tâm cái người mà tu nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó không còn biết cái chuyện gì bên ngoài của nó. Đó là cái chỗ cái kết quả của cái 18 cái đề mục của định niệm hơi thở, rất là tuyệt vời. Nhưng mà đây là thuộc về chuyên sâu. Còn cái người mới tu thì không được.
họ tu mà nếu mà người mới tu mà tu như vậy họ bị ức chế, cho nên trải qua một cái thời gian tu là coi như là họ có tập cho họ quen với 18 cái đề mục này, quen với 18 đề mục, tức là cái đề mục nào họ cũng có tu sơ sơ rồi họ tới cái đề mục khác, như trong 30 phút thì họ tu 16 cái đề mục này, họ tu hết 16 đề mục này, cứ chút cái họ nhắc cái đề mục này, chút nhắc đề mục khác, họ nhắc vô hài như vậy. Nhưng mà đó là đi vào ở trong cái chỗ mà mình phổ thông, tức là mình biết được tổng quát hết được những cái đề mục của định niệm hơi thở. Nhưng mà khi chuyên sâu rồi, để mà thực hiện khi mà bước vào tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu rồi đó, thì đây là mình phải chuyên sâu nhờ cái định niệm hơi thở mà mình mới khắc phục được tham ưu ở trên cái thân họ tâm pháp của mình. Ví dụ cái thân bây giờ đang đau nhức, nó có chướng ngại, thì hào phải có pháp đuổi chứ, còn nếu không pháp đuổi làm sao mà gọi là khắc phục tham ưu ở trên nó được. Cho nên nó, cái tâm của mình cũng vậy, nó không thanh thản an lạc mà nó cứ niệm này khởi tới niệm kia khởi, hoặc là bị hôn trầm thì niên, thì ngay đó mình phải lấy 18 cái đề mục của định niệm hơi thở này mà quét nó mới được chứ. Không có cái 18 cái đề mục của định niệm hơi thở này mà không có tu tập mà chuyên sâu nó, thì mình không có cái phương pháp gì đối trị hết. Thì nó mình đầu hàng chứ không thể nào mình ở trên túi niệm xứ mà khắc phục tham ưu được. Cho nên khi mà thầy dạy tới cái pháp thân hình niệm để biết thực hiện bãi giác chi, thì chúng ta trở về chuyên sâu vào cái định niệm hơi thở. Từng cái đề mục, cái nào mà nó đã có kết quả rồi thì thôi, mà cái nào chưa có kết quả thì phải chuyên trở lại đạt được kết quả. Và cứ như vậy lần lượt mỗi cái nó, những cái kết quả đó mình thấy rõ ràng là mình làm chủ được. Khi mà trở lại chuyên sâu con mới thấy là cái năng lực của người ta làm chủ được bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết, cụ thể rõ ràng lắm. Muốn lúc nào mà nó xảy ra cái gì mình làm chủ được cái nấy hết, mình có cái phương pháp để mà làm chủ. Đó là cách thức trong cái bài định niệm hơi thở. Cho nên sau này có cái điều kiện bây giờ đó thì coi như là nó, ví dụ như bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, thì bây giờ thầy biết là cái này nó sẽ chuyên sâu, nó có kết quả rồi, nhắc nó là nó dẫn cái tâm nó được rồi, nó không có còn không còn lộn hơi thở, không còn này kia. Rồi đến cái hơi thở mà khi mà nó thở mà nó khi mà nó thở cái tâm nó an tịnh được, thì cái hơi thở nó thông suốt. Nếu nó dài thì nó cũng thông suốt, mà nó ngắn thì nó cũng thông suốt rồi, thì cái này nó cũng là kết quả rồi. Thì mình coi cái đề mục này, bây giờ tới cái đề mục mà an tịnh cảm giác toàn tâm toàn thân, thì cái cảm giác mà này thì nếu mà nó đã cảm nhận được cái thân của nó rồi thì cái đề mục này nó cũng thông qua được rồi. Thì bắt đầu bây giờ an tịnh thân hành, mà nếu mà nó nhắc cái thân nó được an ổn rồi, nó phá được những cả cái thọ của nó rồi, thì nó đã thông qua được cái đề mục này rồi, thì nó đi tới cảm giác toàn tâm nó để mình nó nhận được cái động về cái tịnh của tâm đó. Thì khi mình nhận được cái định của tâm của nó rồi thì cái đề mục này nó thông qua rồi, thì coi như là nó kết quả rồi, thì nó đi tới cái chỗ mà an tịnh tâm hành. Mà an tịnh tâm hành nó dẫn cái tâm nó vào cái sự an ổn đó, thì nó sẽ không có niệm, nó sẽ không niệm, nó thanh thản an lạc gì vô sự. Thì do cái tâm mà nó thanh thản rồi thì lúc bây giờ đó, nó chỉ còn có những cái đề mục quán vô ngã, quán ly tham, quán ly sân. Thì trong khi hàng ngày mình sống, cái ngã mình còn hay không? Nếu còn cái ngã thì nó còn phiền, nó còn cái ngã thì nó còn lo, có chuyện gì thì nó lo, đó là tức là cái ngã của nó chứ không ai đâu. Bởi vì nó lo là nó lo, nó có cái ngã thì nó phải lo cho nó lo cái ngã sở của nó là những cái xung quanh của nó, những cái gì, ví dụ như con cái hoặc là nhà cửa tài sản có hư hao gì thì nó lo, đó là nó bị còn cái ngã. Vì vậy mà khi mà còn cái ngã thì hàng đêm đó mình ngồi tu, mình chia ra nhiều thời trong một buổi vậy đó thì mình chia ra, buổi tối thì mình chia ra mình quán vô ngã, để cho cái quán thân vô ngã, hay quán tâm vô ngã, hay quán pháp vô ngã đi, thì mình quán những cái này để cho nó đi sâu vào, nó vô ngã hoàn toàn. Nhưng mà khi mà nó vô ngã, nó không có nghĩa là hoàn toàn mình trôi trôi như cây như đá. Nó rất là sáng suốt, nhưng mà nó không có móng tâm, nó phiền não, nó lo lắng, nó bận biểu cái gì hết. Nó mọi thứ gì chứ, nó có trí tuệ, tức là tầm tứ của nó. Sự kiện gì xảy ra thì nó sử dụng ở trên cái tư duy của nó, thì nó biết là cái này phải giải quyết như vậy là nó sẽ ổn, chứ nó không còn buồn lo, không còn sợ, nó không còn nó gì vậy. Mà trong khi đó nó hoàn toàn là nó vô ngã, là nó làm cho cái người đó nó bất động tâm, nó không có dao động trước ác pháp. Nó là vô ngã, là vô ngã chỗ bất động, chứ không có nghĩa là cái người đó nó mất đi, nó hoàn toàn là họ còn biết gì họ hết, thì nó không phải lọt vào ở trong cái không tưởng, như mà thầy lọt vào trong cái trạng thái của thiền tông mà tưởng không đó. 2 tháng mà thầy hoàn toàn thầy làm những cái hành động của thầy nó theo như cái thói quen mà thầy không biết, thì như vậy là thầy rớt ở trong cái không tưởng. Nhưng mà chỗ đó là cái chỗ vô phân biệt của thiền tâm, ý thức nó không hoạt động rồi,
Cho nên bây giờ nó không phân biệt mà nó rớt vào ở trong cái đó hình chứ không rồi. Rồi nó hoạt động theo cái thói quen của nó thôi. Ăn thì nó cũng hoạt động theo cái thói quen. Thì đó là mình đã đi sai. Đi sai. Vì cái chỗ này sau này các con đọc 19 tháng phần thứ 2. Mà khi tu về cái vấn đề mà tứ thánh định, tứ niệm xứ và tứ thánh định. Thì cái chỗ này sau này thì mấy con sẽ thấy thầy nói, thầy nhắc lại cái chỗ này rất nhiều. Là vì những cái trạng thái tưởng này mà khi mà thầy tu vào cái tưởng không, rồi rớt vào 18 cái lại tưởng của thiền tưởng của bên Đông Độ đó. Thì lúc bây giờ nó cứ nó xuất hiện ra những cái trạng thái này, nó làm cho con đường tu của thầy nó rất là khó. À, cho nên cái người mà đã rơi vào cái chỗ này rồi thì tu rất là khó. Còn cái người mà không có rơi vào chỗ này rồi tu rất dễ rồi. Cho nên mấy con mà chưa có rớt vào cái không tưởng này thì mấy con sẽ dễ dàng. Còn người nào mà có bị trạng thái của tưởng á, thì rất khó khăn. À, khi mà thầy bị gì trải qua thì tu thiền Đông Độ, đại thừa là thiền Đông Độ, cho nên nó lọt vào cái thế giới tưởng. À, nó sau này nó trở về nguyên thủy, nó có những cái khó, rất là khó. Thế mà thầy còn vượt qua được. Còn mấy con bây giờ chưa có gì hết, mà không chỉ nó khi mà các con tu sai một chút thì nó có cái trạng thái tưởng hiện ra thôi. Còn thầy nó đã thâm căn rồi. À, mỗi lần mà vô thì bắt đầu nó hiện ra rồi. Còn các con thì bây giờ một cái lúc mà ức chế tâm cần gom tâm cho chặt rồi cái bắt đầu nó thiết có những cái trạng thái trạng thái này kia nọ. Nhưng mà mình có cái phương pháp của Phật tác ý rồi, nó đâu có làm sao nó chặt được. Vì nó vừa mốn ra cái hỷ lạc nào đó thì các con nói mình không dẫn cho nó hỷ lạc mà nó có hỷ lạc, đây là ma hỷ lạc là tưởng rồi. Còn bây giờ thầy dẫn cho nó an lạc, an tịnh thân hành, ta dẫn cho nó an thì nó đúng. Mà cái này không dẫn nó an mà lại nó an thì đây là ma an chứ đâu phải là của mình. Cho nên mình biết rõ rồi. Cho nên bây giờ mấy con có thầy mấy con đỡ. Còn khi hồi thầy tu không có ai hết, cho nên nó an là cái thức thôi chứ còn không biết đâu mà tránh. Vì vậy mà sau khi mà trở về nguyên thủy là đã từng sống trong những cái an ổn của ma nó quá nhiều rồi. Cho nên mỗi lần có cái gì nó không biết đúng sai, cứ cái gì mà thấy nó tưởng ra là kể như là mong là dừng lại chứ không có cho nó thể hiện ra. Nó khó gì vậy mà thầy phải 6 tháng, thầy phải 6 tháng để mà tu tập nó mới nhập được tứ thánh định và thực hiện tâm minh. Còn Đức Phật có 49 ngày. Tại sao Đức Phật lại có 49 ngày mà thầy phải 6 tháng mấy con? Cái vấn đề này thật sự ra mấy con biết là thầy thì chưa có nhập phi tưởng xứ, còn ông Phật ông nhập phi tưởng, ông vượt qua được cái tưởng. Còn thầy thì chưa có vượt qua tưởng cho nên thầy bị kẹt. Còn ổng vượt qua tưởng cho nên vì vậy ổng 49 ngày là tại vì ổng vượt qua được phi tưởng rồi. Còn thầy chưa có vượt qua phi tưởng. Con ứng thấy ông thầy lọt trong cái không tưởng rồi đến cái thức vô biên xứ tưởng thôi. Phải không? Rớt trong cái không rồi chừng mà nó tỉnh lại. Rõ ràng là các con đọc 19 tháng con thấy thầy tỉnh lại. Là do cái chân thầy nó đụng vào cái bàn Phật cái gì thì mới tỉnh lại. Thầy tỉnh lại thì lúc bây giờ thấy cái thức của thầy nó ở trong cái trạng thái của tưởng thức vô biên xứ tưởng mà. Phải không? Nó phủ trùng vạn hữu hết rồi. Cho nên bây giờ thầy cứ ở rồi mình chứng rồi, rõ ràng là cái thức của mình rồi. Do đó các con thấy rõ ràng thầy chưa có nhập phi tưởng mà. Còn ông Phật ổng chơi ổng nhập vô phi tưởng xứ, ổng vượt qua cái tưởng rồi. Cho nên ổng vô, khi mà ổng vô đó rồi ổng có cách trạng thái tưởng, ổng vượt qua phi tưởng liền. Biết cách thầy đâu có biết. Nó cứ nó dính vô hoài cho nên thầy nó gỡ, tháo gỡ nó mà để cho mình tu cho được. Thầy phải dùng cái pháp như lý thì tác ý thì đuổi nó đi chứ thầy đâu có biết cách nào khác hơn. Cho nên do đó mà Đức Phật có 49 ngày, thầy có 6 tháng. Thầy phải cực khổ hơn và thầy phải đối với con ma tưởng này quá nhiều. Các con hiểu chưa? Các con thấy chưa? Sau này các con mới đọc, các con mới thấy trợ tu sai mới là chết được chứ. Còn ông Phật nhanh hơn là tại vì ổng đi tới cái chỗ mà cái 4 cái tưởng của ổng. Thì ổng lại đến cái tưởng phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, ổng nhập vô được cái đó rồi. Cho nên khi đó nó mà có tưởng nào ổng nhập vô cái phi tưởng là nó mất rồi, nó đâu còn bị tưởng nữa. Cho nên ổng dùng cái pháp tác ý, ổng tác ý ổng đi hương được dễ dàng, nó không bị cái trạng thái tưởng nó vô. Còn thầy mỗi lần nó hiện ra tưởng là mới tác ý, dùng cái pháp như lý tác ý đi đuổi nó thôi. Nhiều khi nó không chịu đi nữa chứ đừng nói, nó khó lắm chứ. Còn người ta vô cái phi tưởng nó đâu còn, nó chạy mất rồi. Các bạn thấy chưa? Cho nên ông Phật nhờ vậy mà 49 ngày ông chiến thắng. Vậy mà khỏi ma nó đánh ông. Cái ngũ ấm ma mà cái giờ phút cuối cùng mà chứng đạo là ngũ ấm ma nó đến nó đánh tan nát nó chứ đâu dễ đâu. Mà chỉ còn có cái mà gan dạ nhất, chiến đấu nhất là mới có thắng được. Chứ còn lâu hơn thì đâu có thắng được. Nó thì các con thấy trong con đường tu nó sai một chút là nó khổ ghê gớm lắm chứ không phải không đâu. Còn bây giờ mấy con có người dạy hướng dẫn. Cho nên đệ tử của Phật ngày xưa ông Mục Quyền Liên, ông Xá Lợi Phất, đệ tử của Đức Phật
những cái gì mà tu như ông Ca Chiên Viên, ông La Hầu La, tất cả những đệ tử của Phật tu là nhờ Đức Phật hết. Còn ông Phật thì không biết đường, chỉ có cái sáng suốt của mình. Còn thầy thì không ai dẫn đường rồi. À, do đó thì pháp Phật có đó, nhưng mà nó cái kinh nghiệm người ta dẫn, chứ còn cái chữ nghĩa thì chắc chắn nó bị ba cái tưởng này, trời ơi ma nó này nó dẫn mình đi tùm lum hết, nó không có còn cái chỗ nào mà biết đường đâu hết. Cứ hết cái trạng thái này rồi, nó hiện ra cái tướng này rồi, nó hiện ra tướng khác. Khi mà cái tâm của mình, cái ý thức của mình hoàn toàn nó không có niệm nữa rồi, thì cái thế giới tưởng nó phải hiện ra. Khi nó hiện ra ông Phật này, nó hiện ra ông thần kia, nó hiện ra con quỷ nọ, đó là sắc tưởng rồi. Rồi nó hiện ra nào là âm thanh sắc tướng trong lỗ tai mình, có khi là tiếng nổ, có khi là nó làm như cái đầu của mình nó sôi lực bực bấy rẫm. Thế các con biết những cái này đều là nó làm cho mình rất là khổ, chứ đâu phải dễ. Nó đâu phải là bây giờ nó yên như thế này, nó không có gì hết. Các con cứ bịt cái lỗ tai nghe nó ừ là các con cũng thấy khó chịu rồi, huống hồ là nó sôi nghe ầm ầm ở trong đó, thì mấy con nghĩ sao? Mà mình ngồi giờ mình không có bịt lỗ tai, mà nó phát ra cái thinh tưởng, nó làm cái ầm ầm ở trong cái lỗ tai mình như vậy, các con nghĩ sao? Ở ngoài thì người ta không nghe tiếng gầm tiếng thét đó, mà bây giờ ở trong lỗ tai mình nghe như cột rống ở trong đó, thì các con nghĩ như thế nào mà cứ ngồi đây mà chịu đựng nổi nó hả? Đâu nó dễ, nó là thinh tưởng mà đâu có dễ nó đâu. Cho nên khi mà tu mà tới chỗ mà 18 cái lại tưởng mà nó xuất hiện ha, nó khảm với vấn đề người ta chiến đấu chứ đâu phải dễ đâu. Một là chết, hai với nói, sống với nói chứ đâu phải dễ. Cho nên mấy con yên tâm là vì có thầy dẫn con đường, mấy con không có sợ lạ. Họ hở ra cái gì đó, thì có thầy chặn đứng lại liền, nó không có còn mà lạc nghèo. Còn lúc bây giờ thầy coi như là không có biết gì hết, chỉ có tự mình cứu lấy mình thôi. Nó có vậy thôi rồi mà đi cho tới cuối cùng mà để mà thực hiện được cái sự làm chủ sinh già bệnh chết của mình, bất động tâm đổi bằng máu và nước mắt chứ đâu có phải thường đâu. Kể như là chết mà chưa chôn. Cho nên bây giờ các con hở ra trước mà các con bị thỏa ma là có thầy rồi, chiến đấu đánh tận cùng, nó ôm chặt vào pháp thân hình niệm, nhất định chết bỏ không có lìa, thì ngay đó các con nhiều quá cách nghe mát mẻ vô cùng, phải không? Còn thầy hồi đó không biết nó có đau tới mực đó rồi, nó đau nữa hay không nữa. Nếu mà cái gan nó tới đó rồi, nó đau quá thì chịu sao đi, có lẽ mình điên chết thì sao. Cũng như bây giờ hai chân ngồi đau quá thôi, mà nếu mà ráng nữa không biết chừng nó gãi giò mình, nó lội luôn đây, làm sao để chừng đó mình tàn tật rồi làm sao mình đi được. Nó đủ thứ lo trong này, mà khi mà nó đánh cái thọ vậy á, thì nó đánh cái vọng tưởng, nó nghĩ cái này nó nghĩ kia, nó lập động tâm mình hết sức, nó đâu có phải dễ đâu. Còn mấy con có gì cái thầy nói mấy con an tâm liền, không có sợ nữa. Thầy nói gì chắc không bao giờ chết đâu mà sợ. Có thầy nói gì chắc chắn là cái niềm tin nó làm cho mình vững vàng cái ý, cái nghị lực của mình bắt đầu nó hiện ra, nó chấm lại liền, tất cả nó không sợ. Còn như thầy thì đâu có được. Không hiểu chứ. Nó chỉ khi mà nó thật sự ra cái vọng tưởng nó đánh các con, nó biết rồi. Nó đánh cái nếu mà nó đánh cái vọng tưởng thì nó đánh cái thọ. Khi mình bị đau rồi thì bắt đầu cái vọng tưởng nó đánh ra. Nó đánh ra cái vọng tưởng, nó lượn cái thọ như thế này thế khác, cho nên nó lượn các con ăn các con uống được cho nó mạnh để tu, chứ nó có lượn cái gì hơn. Do đó các con ngã lầm các con ăn. Bây giờ nó đánh cái thọ rồi thì nó đánh cái vọng tưởng, nó lượn để cho mình siêu theo nó cái điều kiện của nó. Mà nếu không siêu thì bắt đầu nó đánh hôn trầm, nó đánh con ruột tê ruột lui, nó đi nằm chút cho nó khỏe ăn tu. Nó dụ mình đủ cách rồi, nó đánh mình đủ cách, các con biết nó khó lắm. Còn có thầy á, nhất định chết bỏ, nhất định là cứ đi kinh hành đi, thì mình sẽ phá hết cái buồn ngủ. Không có thầy thì nó vững rồi, thầy nói cái niềm tin nó bắt đầu nó sống dậy liền, cái nghị lực của mình nó mạnh mẽ liền, chiến đấu liền. Còn hồi đó như thầy không có ai nữa, nên cuối cùng thầy phải tự mình chiến đấu với mình, mà thầy còn vượt qua thì các con biết không, nó còn khó khăn vô cùng là sao. Cho nên bây giờ đó các con đỡ, cho nên khi mà gặp những cái thọ ma, khi mà bảo các con tu lại cho kỹ hẳn hoài đàng hoàng, vì đây là con đường mà chúng ta sẽ sắp sửa đi vào cái sự làm chủ sanh già bệnh chết rồi. Chúng ta phải nỗ lực đi tận cùng. Thì như vậy thì chúng ta phải ôm chặt pháp. Thầy bảo ôm cái pháp nào thì ôm chặt pháp nấy, thì mấy con vượt qua. Nhưng mà thầy như Mỹ Châu vậy là trở về cái đề mục mà an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành. Đó, hai cái đề mục đó là quan trọng nhất để mà dẫn cái thân và cái tâm. Để khi nó có cái chướng ngại gì đó thì bắt đầu ôm hai cái đề mục này mà dẫn thân tâm cho nó an rồi. Thì khi mà nó an rồi thì coi như nó phá vỡ những cái khó này. Cho nên đó là những cái phương pháp để mà đối trị được cái thỏa mãn. Nếu mà không có cái phương pháp đó thì khó mà mình có thể mà vững tâm, mà mình có thể mà
chiến đấu với ngài. Cho nên Nhị Châu bây giờ trở về với cái đề mục an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành. À, mỗi lần mà nó có cái gì chướng ngại trên thân của mình, gọi là thân thọ đó, cái cảm giác đau ngứa nhất ở trên thân của mình tê đó, thì sử dụng cái đề mục này, đề mục an tịnh thân hành. Còn nếu mà cái tâm của mình nó lo lắng, cái tâm của mình nó khởi niệm, cái tâm của mình nó bị kiết sử ha, hoặc là gì đó, thì tức là thuộc về tâm, thì an tịnh tâm hành, hai cái đề mục này phải nắm cho vững, để rồi đi vào trong cái pháp nào, thì hai cái đề mục này nó cũng là những cái loại vũ khí tối cần thiết cho một cái người chiến đấu trong cái mặt trận nội tâm. Nó là hai cái loại vũ khí rất cần thiết, cho nên tu phải cho nhuần nhuyễn, cho thấm nhuần, cho có hiệu quả, thì nó sẽ thắng cảnh. Kính bạch thầy, như tu tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, rồi tâm nó dẫn qua định trên hơi thở, rồi hơi thở ra vô nó ở yên lặng ở trên đó, có phải ức chế tâm không thầy? À, nó coi như là nếu mà mình chỉ dẫn nhắc nó mà dẫn nó vào thì nó không bị ức chế, mà mình không có nhắc nó mà luôn luôn cứ lo tập trung gom vào ở trong cái hơi thở của thân hành nội của thân của mình á, mà lo luôn luôn lúc nào mình cũng quên cái ý thức mình nhắc đi đó, thì đó là bị ức chế. Còn có cái ý thức thì thường thường xuyên cứ mình dùng ý thức để mình dẫn nó vào trong cái mục đích gì đó, thì cái kết quả của nó dẫn đi đó là cái đó là cái chính của nó. Nó không bị chế đó. Đúng đó. Tức là nhớ rằng cái pháp như lý tác ý của Phật luôn luôn lúc nào, cho đến khi cái pháp như lý tác ý đó nó trở thành cái trạch pháp giác chi. Cái pháp như lý tác ý đó nó trở thành cái trạch pháp giác chi. Từ cái như lý tác ý đó nó thuộc về ý thức lực. À, đến khi mà nó trở thành trạch pháp giác chi á, nó là tâm thức lực. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sử dụng nó, thì coi như từ đầu mà chúng ta vào tu cho đến khi cuối cùng mà chúng ta nhập tới bốn thiền mà thực hiện tâm minh, đều hoàn toàn do hai cái lực này. Cái lực đầu tiên là ý thức lực, cái lực kế cuối cùng là trạch pháp giác chi á, nó là tâm thức lực đó. Thì cái tâm thức lực này nó là trạch pháp giác chi, nó sẽ giúp chúng ta nhập các định và thực hiện tâm minh. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta đâu có lìa nó đâu, phải ôm chặt nó mà đi hoài. Mà chúng ta bỏ nó, bỏ cái phương pháp như lý tác ý là chúng ta đã bỏ một cái phao, mà đi trên biển mà bỏ phao thì kể như là chìm thôi, không còn gì hết. Bởi vì cái biển này là cái biển tưởng, còn biết không, bắt đầu từ cái đầu tiên chúng ta vào tu nó là cái biển dục, cái tâm dục của lòng ham muốn của con người là cái biển dục. Sau khi mà chúng ta dùng cái ý thức mà chúng ta vượt qua cái biển dục đó, thì nó rớt vào cái biển tưởng dục, lọt vào cái biển tưởng. À, một lần nữa đi vượt qua cái biển thế tục, cái biển dục là biển thế tục. Bây giờ nó được vượt qua cái biển này rồi thì nó lại rớt vào một cái biển nó còn đen tối hơn nữa, đó là cái biển tưởng. Mà vậy nếu mà không có cái ý thức lực á, không có ý thức mà tác ý, cái phương pháp tác ý á, thì coi như là không có cái phao. Thì đầu tiên á, mình nói tâm như cục đất, ly tham sân si, tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì cái tác ý đây nè, đó là cái phao của chúng ta ôm mà nhắc mình phải giữ gìn hoàn toàn. Thì đó là khi đó mình mới lìa được cái tâm dục của cái ý thức dục của mình. Bắt đầu bây giờ cái ý thức của mình bắt đầu nó ngưng đi, cái ý thức nó ngưng đi, thì bắt đầu nó hoàn toàn nó không có còn tác ý thức nữa, thì nó rớt mình hoàn toàn ở trong cái tưởng, trạng thái tưởng. Mà lúc bây giờ nếu mà không có dùng cái tưởng thức lực của nó để mà tác ý ra đó, thì coi như là chúng ta bị chìm ở trong cái biển tưởng mất đi. Đó. À, do đó thì luôn luôn lúc nào mà cái ý thức của chúng ta khi mà nó còn mới tu thì cái ý rõ ràng là ý thức chúng ta dẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta lọt vào một cái trạng thái nào an lạc nào đi nữa, nó làm cho chúng ta thấy thân tâm chúng ta nhẹ nhàng thanh an, thì coi chừng chúng ta luôn luôn cũng nhớ tác ý. Để đây là không phải là ý thức lực nữa, mà nó ở trong cái tưởng thức, để mà dùng cái lực của tưởng để mà dẹp cái tưởng, chứ không thể nào mà khác hơn được nữa. À, sau khi cái tưởng nó qua, vượt qua được cái biển tưởng rồi, thì lúc bây giờ đó cái tâm thức lực của chúng ta nó mới hiện ra, cho nên chúng ta mới thực hiện thiền định, nhập các định và thực hiện tâm minh. Chứ còn nếu mà trong khi đó cái ý thức của chúng ta đang có con người đang sống bình thường như thế này mà không có ý thức, thì chúng ta đâu có làm sao mà chúng ta dẫn cái tâm của mình đi vào cái chỗ thanh tịnh của nó, ly dục giải pháp được. Cho nên bình thường bây giờ mình sống như thế này, mình bảo tâm như cục đất, ly tham sân si hết đi, là một cái loài động vật hung ác đối với cái nhân quả.
Nếu mà có nhân quả có ăn thì mắc tin cho nó ăn, để mà mình trả nhân quả có gì mà phải sợ, mà phải chạy, mà phải la. À, do đó bình tĩnh không la gì hết, cho nên tối ngủ không thấy ác mộng. Còn trái lại không, mình thấy cọp dí mình quả hồn mình la quá chứ. Dừng giật mình lại thì cọp cũng có, mà trái lại đó là cái hình ảnh ảo của tưởng thôi. Do đó trong tưởng mình cũng có thể sử dụng được cái ý thức lực tưởng của mình chứ. Cho nên mình cũng có ý là cọp là cái lời vật hung ác, nó là ác pháp. Và như vậy nếu mà chúng ta có cái nhân duyên với ác pháp thì bây giờ cọp ăn mình cũng được, có gì đâu phải sợ. Do đó không có la. À, do đó dịp thấy cọp dí mà không sợ, cái gì nó cọp nhả ra không có dí mình được nữa. Thì do đó mình tỉnh bơ, không có thành ác mộng. Cho nên đối với cái ý thức ban ngày mình sống, mình tu tập như thế nào thì ban đêm nó cũng thực hiện ra được như vậy. Cũng như bây giờ con ngồi con hít thở, thấy không? Rồi tới chừng con nằm chim bao, con ngủ con cũng thấy hít thở, rõ ràng là trong ngủ cũng có thở đó. Thì như vậy là trong tưởng cũng tu được chứ đâu phải là không được. Vì mình quên nó thành cái thói quen, cho nên trong cái thế giới tưởng đó chúng ta cũng ở trong cái thói quen của nó. Cho nên bất cứ ở trong cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta quân tập cái gì thì chúng ta dù là chúng ta có ở trong cảnh giới nào, cái thế giới nào thì chúng ta cũng có cái sự quân tập được, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà cái ý thức mà tác ý cũng như lý tác ý nó là cái vấn đề quan trọng của đạo Phật, của đạo Phật. Cho nên chúng ta không có lìa nó được. Cho nên vì vậy bây giờ hít thở là cứ 5 hơi thở hay là 10 hơi thở, cao lắm là 10 hơi thở, phải nhắc ý, phải nhắc một lần chứ không thể nào không, mà nhắc nó thành cái thói quen. Cho nên bây giờ con hoàn toàn con ở trong cái thế giới tưởng thì con cũng còn cái nhắc đó chứ không mất được. Mà không ngờ cái nhắc đó nó thuộc về tưởng thức lực chứ không phải là tâm thức, ý thức lực nữa. Rồi khi mà cái tưởng thức lực nó đã phá vỡ đi cái thế giới tưởng rồi thì bắt đầu cái tâm thức lực của con ý là cái pháp, không được buông nó. Cứ ở trong cái trường hợp nào thì chúng ta cũng dịch ôn pháp đó mà chúng ta đi. Đó là cái pháp như lý tác ý mà thầy gọi là dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Luôn luôn mình dẫn cái tâm của mình đi vào trong cái đạo của nó, thì cái tâm của mình dẫn cái tâm của mình vào thiện pháp. Thì bây giờ ác pháp, mình gặp ác pháp thì mình dẫn nó vào thiện pháp thì nó sẽ thoát khổ rồi. Còn mình dẫn nó vào ác pháp thì mình sẽ khổ rồi. Bởi vì cho nên cái phương pháp của Phật nhờ mình dẫn nó, cho nên vì vậy mình ngăn và diệt, ngăn ác và diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Cho nên lúc nào mình cũng đem cái tâm của mình vào cái chỗ cõi thiện chứ không để cho nó cõi ác, cái cuối cùng thì mình thành tựu. À, còn nhớ chưa? Đó, thì vậy cho nên về cái đề mục mà dẫn hai cái tâm của mình với cái thân của mình an tịnh thanh hành và an tịnh tâm hành là hai cái đề mục này phải tu rất nhiều và tu phải đạt được cái kết quả là không nhắc thôi mà nhắc là thấy rõ ràng là an ổn. Thì cái đó là cái cần thiết do cái sự mà tu tập của mình rất là cần, nghĩa là hàng ngày mà nỗ lực tập mà nhắc an tịnh thanh hành tôi biết thế vô, an tịnh thanh hành để tôi có thở ra. Hay vì 30 phút mà nếu mà thân không an thì mình coi như ngồi cả tiếng đồng hồ, mà khi mình nhắc nó an rồi 30 phút mình thấy coi như là chừng không, coi như cái thời gian của nó thì 5 phút nó sẽ còn, nó còn ngắn hơn 5 phút nữa. Nghĩa là cái thời gian 30 phút mà thấy nó có chút xíu là nó mau, rất mau, bởi vì nó an rồi nó không còn lâu. Hả? Mà khi mà dẫn được rồi á thì con ngồi 30 phút con thấy như chớp mắt, nhưng mình nháy mắt vậy sao nó mau quá. Ví dụ như bây giờ con dẫn được cái thân con an rồi, con ngồi 2 tiếng đồng hồ mà con thấy như nó mau quá mà. Mà nhìn lại đồng hồ thì 2 tiếng, ở ngoài người ta thấy 2 tiếng rất lâu, nhưng mà mình ngồi trong đó thấy có chút xíu là cái thời gian nó không có. Cho nên khi mà dẫn vô được cái thân mà nó an rồi thì các con thấy không có thời gian, cái thời gian nó đi mất rồi. À, lúc bây giờ đó con ở trong cái quả trời nào đâu đó, cái thời gian nó quá dài, mà coi như 2 tiếng đồng hồ mà nó chỉ có chút xíu chứ nó không có lâu đâu. Thành ra trái lại ở cái tâm trạng của thế gian á, thì 2 tiếng đồng hồ thì con thấy nó dài, thời gian nó dài rồi. Nhưng mà ở trong cái cảnh giới mà trạng thái mà an tịnh của nó rồi thì cái thời gian của nó không có dài nữa. Ví dụ như người ta nói ở trên trời á, 1000 năm bằng ở dưới thế gian 1000 năm bằng trên trời 1 năm, ví dụ vậy. Thì rõ ràng là trong lúc đó mình đạt ở trong cái trạng thái đó là rõ ràng là mình ở trên trời rồi. Ở thế gian 1000 năm mà mình ở trên đó có 1 năm à, thì cái thời gian nó không có còn dài. Cho nên cái lúc mình ngồi thiền, cái tâm nó không an, cái thân nó không an, ngồi ráng ngồi hết giờ nó lâu quá, phải không? Mà nhất là hai cái chân mà đau mà tê rồi lại ngồi cho chừng 5 phút hoặc 3 phút mà cho nó hết á, hết đau đặng cho hết giờ đặng xả, sao mà 5 phút nó đi sao mà lâu quá, nó nhất gần chết mà nó mau lâu quá. Trái lại mà khi mà chúng ta tu mà dẫn cho được an rồi thì
một giờ, hai giờ chúng ta coi như là một chút tắc. Chớp mắt nó đi qua quá nhanh. Trạng thái an đó quá nhanh, không có thời gian. Cho nên, ví dụ như bây giờ cái tuổi thọ của thầy năm nay là bảy mấy tuổi rồi. Thì người ta nghĩ rằng dài như gì. Không ngờ là thầy chỉ cần nhập định thôi. 1000 năm sau thầy mở mắt ra thầy nhìn, người ta già lũ cũ người ta chết hết cả đám nhau. Thầy thì còn trẻ nhăn à. Thì các con thấy 1000 năm mà thầy còn trẻ nhăn à, là thầy không có già. Còn mấy con ở ngoài cái thời gian 1000 năm mấy con thay đổi mất không biết chết bao nhiêu kiếp rồi. Là tại vì cái thời gian của thầy nó cô đọng không còn có. Còn mấy con có cái thời gian cho nên nó vô thường, nó chi phối với con. Cho nên thí dụ như bây giờ thầy muốn 1000 năm sau để xem lại con cháu của mình ra sao, tôi ra sao, thầy chỉ cần vô trong cái định thì nhập định 1000 năm sau. À, thầy ngồi giữa gốc cây nào đó 1000 năm sau, đừng có ai động địa gì đến hết, thân này đừng được động địa gì đến hết, thầy ngồi đó 1000 năm sau. Chừng 1000 năm sau không biết cái thế giới này không biết đổi tới cái chế độ nào nữa chứ đừng nói. Phải không, nó thay đổi toàn bộ hết. Mấy con là bây giờ nó chết mất hết rồi, thầy ra hỏi thăm hồi đó con là tu hành tới đâu, nó chết hồi nào rồi, bây giờ có cháu chết nó không chứ còn không nghe nói tới cái ông đó, nó kêu cố sơ không à. Mà thầy thì ở trong cái đỉnh đó, thầy mở mắt ra thì 1000 năm mà thầy thấy như có chút à, có chút mắt à, con thấy không có thời gian không, có thật sự là đúng như vậy. Cho nên bây giờ mấy con cứ mấy con mà dẫn được cái tâm mình an ổn rồi, cái thân an ổn rồi, mấy con không thấy thời gian. Thật sự ra ở đây thầy chân thành nè, ở đây mấy con mà tu mà thấy nó có lúc mà nó an rồi, các con thấy sao cái thời gian nó nhanh quá, nó không có nó không có lâu nữa, tức là cái thời gian không có dài đâu. Đúng là thật sự đúng như vậy. Mấy con có tu rồi mấy con mới biết được cái trạng thái an ổn đó là cái thời gian của chúng ta ở trong cái thế gian này nó không chi phối không được, nó không còn dài đâu nữa, nó chớp mắt ngồi 1 giờ đồng hồ mà thấy sao nó mau quá, nó không có còn cái thời gian đâu. À, cho nên nó thật sự có như vậy chứ không phải là không có như vậy. Cho nên ngày xưa người ta nói nhập định 1000 năm sau xuất định ra nhìn lại mọi người họ chết đâu mất hết rồi, người ta nói đó là người ta tưởng tượng ra, nhưng mà sự thật khi mà chúng ta vào định rồi cái này không phải tưởng rồi, nó thật là như vậy. Cái thời gian đối với người nhập định còn có nữa. À, như các con nghe cái câu chuyện hồi chuyện đời xưa mà hồi thầy đọc lại cái chuyện từ thứ mà đi vào cái đặng tiên, rồi khi mà trở ra đó thì hỏi thăm bà con người ta thì ai cũng già chết nhắm mắt không còn ai biết nữa, mà mình vô đó có chút xíu à, mà trở ra thì ở ngoài này họ chết mất hết rồi. Thì rõ ràng là người ta muốn nói cái cảnh giới tiên á, nói với cảnh giới phàm phu với thế gian của mình nó khác xa chứ gì, đó làm cái như vậy là đúng như vậy. Bởi vì cảnh giới tiên